đến là bước thứ tư. Bước thứ tư là sau khi mình dán giấy xong thì sẽ đến một cái khâu gọi là hạ nền và đục phá. Hạ nền thì có nghĩa là mình có một cái máy để dập như này, đấy, máy cầm tay, và nó có một cái mũi hồi anh chế ra từ cái mũi khoan. Thế thì cái mũi khoan đấy nó sẽ cắm xuống cái mặt gỗ và nó sẽ phá bỏ đi những cái phần gỗ thừa. Đấy, trên tranh là nó sẽ có mình vẽ ra chi tiết để mình đục, còn lại thì nó là khoảng trống. Thì khoảng trống như thế là mình sẽ phá bỏ cái phần gỗ đấy đi. Đấy, thì là khi mình dập bằng cái máy như này thì hoàn toàn bằng tay. Và cái thứ hai nữa là dập bằng máy như thế thì cái nền gỗ nó sẽ rất là phẳng. Đấy, và đến cái bước tiếp theo sau khi mà mình phá máy xong như thế là bắt đầu mình sẽ đục phá. Đấy, sau khi phá máy xong nó còn lại những cái chi tiết ở trên cái bản vẽ giấy còn chừa lại. Thế thì đến lúc đấy là mình sẽ đục phá, có nghĩa là tạo khối cho cái phần sản phẩm mà mình sẽ đục. Ví dụ như tạo khối cho một bông hoa, tạo khối cho là một nhân vật người, hay tạo khối cho một cái nét gì đấy. Thế thì đến lúc đấy là mình phải phá cái khối ra, là mình để nó nghiêng hay để nó thẳng, để nó ngửa hay là để nó úp. Thì cái đấy là cái nó liên quan đến bản vẽ. Và mình đục cái phần mà phá thô ấy, phá khối ra ấy, nó càng chuẩn bao nhiêu thì cái khâu sau mình đục tỉa đục nét nó sẽ tốt bấy nhiêu. Vậy thì sau khi mà hạ nền đục phá xong thì mình sẽ bắt đầu là điêu khắc luôn đúng không anh? Đến lúc đấy thì anh gọi là mình đục vào nét chứ không phải là đục điêu khắc. Điêu khắc là một từ nói chung cho tất cả công việc rồi. Mình đục vào nét thì ví dụ như là lúc đó em đục một cái vị tướng quân đi đúng không? Lúc đấy mình đục phá, đục ra cái gương mặt như này, chân tay vai nó ở vị trí như này. Thế đến bước tiếp theo đấy là quan trọng hơn là mình đục vào nét. Thì lúc đấy là cái vai nó ra cái vai, cái mắt nó ra cái mắt, cái môi nó ra cái môi. Đấy, râu ria là nó ở các vị trí là nó hoàn toàn chính xác. Và sau đó là làm cho nó trở thành một cái nét mà nó giống như là thật. Đấy, thì đấy được gọi là đục nét. Thế thì cái khâu đục nét này nó phụ thuộc rất nhiều với khâu đục phá. Đấy, nếu như mà đục phá mà mất đất đi rồi, đục cái vai nó sai vị trí hoặc là cái tay nó quá dài thì dù đục nét đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không hoàn hảo. Đấy, thế còn nếu như mà đục phá đã đúng vị trí rồi nhưng mà đục nét nó lại không sắc nét, chẳng hạn như là đục cái vai, hoàn thiện cái vai bị lệch xuống, hay là hoàn thiện cái mắt nó lại bị bé đi, hay là cái đôi hai con ngươi nhìn nó lại bị lệch, thế thì như thế là nó cũng sẽ không hoàn thiện. Nên là từng khâu nó cứ bị đan xen vào nhau là như thế. Chứng tỏ là các khâu nó phải có tính liên quan chặt chẽ đến nhau ấy. Chính xác, từ khâu thứ nhất đến khâu thứ 13 là bắt buộc phải liên quan đến nhau. Nếu không liên quan đến nhau là nó sẽ bị lệch và nó dẫn đến một cái sản phẩm có thể nó sẽ bị hỏng. Thì là mọi người phải phối hợp rất là chặt chẽ với nhau thì mới ra được một cái tác phẩm như thế. Đúng rồi. Vâng ạ. Thế thì sau khi mà mình đục thành hình như thế sau thì mình sẽ tiếp tục là mình sẽ làm cái công việc gì ạ? Đến bước tiếp theo là sau khi mà mình đã đục hoàn thiện cái nét này rồi thì đến lúc đấy là nó có một cái khâu gọi là khâu cạo nạo. Gọi là cạo nạo thì nó có một cái cây gọi là cây nạo ấy. Cái cây nạo này nó có rất nhiều những cái độ dài, to, nhỏ, đầu cong, đầu nhọn, đầu vát, đầu đứng thẳng, đầu đứng chéo. Mình đục bao nhiêu kiểu thì nó sẽ có bấy nhiêu cái cây cạo, cây nạo như thế. Ví dụ như là đục một người tay đang xòe ra như này thì phải có một cái nạo nhỏ để nạo vào các cái khe cái tay này. Hay là mình đục một bông hoa đang ngửa như này thì nó có các cái chân hoa nó chìa ra. Thế thì mình lại phải chế được một cái cây nạo đấy để mình lùa nó vào bên trong để mình nạo. Đấy, thế thì nạo là nó có hai cái. Một cái là nạo cái nền tranh cho nó phẳng. Đấy, em nhìn những cái tranh gỗ Bùi Gia là cái nền nó rất là phẳng đúng không? Vâng. Mà tiêu chí của anh đặt ra là phẳng như gương. Phẳng và mịn. Phẳng và mịn, đấy là phẳng như gương. Thế còn sau khi mà cạo cái nền nó phẳng rồi thì cái chân của cái tranh nó phải sạch. Đấy, cái chân của cái tranh nó sạch bao nhiêu thì nó phản ánh được cái sự tỉ mỉ và cái mức độ mà mình trau chuốt cái sản phẩm đấy bấy nhiêu. Thế thì cái khâu mà cạo nạo là cái khâu mà nó giúp cho cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn. Như là mình xây một ngôi nhà cũng thế, xây ngôi nhà rất to, rất đẹp, rất hoành tráng, nhưng mà mình không vôi ve, mình không chát để cho cái sản phẩm nó hoàn thiện hơn, khoác cho nó một cái áo nó tốt hơn thì chắc chắn như thế là nó cũng sẽ không thể hoàn thiện, nó không thể đẹp được. Thì đấy là cái khâu mà cạo nạo. Vâng, thì em thấy là mình cũng đã trải qua 6 bước rồi mà tính ra là vẫn còn tận 7 bước nữa thì em không
em chưa hình dung ra được là tiếp theo mình sẽ phải làm những cái gì anh ạ? Đấy là bước tiếp theo sẽ là một cái bước gọi là đánh giấy ráp em. À, đánh giấy ráp. Đánh giấy ráp là mình sẽ có rất nhiều các cái loại giấy ráp khác nhau. Ví dụ như là từ cái giấy ráp mà nó có cái anh gọi là cái cát của trên cái giấy ráp. Đấy thì có cái cát gọi là cát thô, có cái gọi là cát mịn. Thì giấy ráp nó được đánh bằng các cái số. Ví dụ như là có những cái số như là giấy ráp 230, giấy ráp 208, giấy ráp 300 đó, hay là những cái con số nó to hơn. Thế thì giấy ráp mà càng số càng nhỏ, ví dụ như 220 thì cái cát là nó nhiều và nó to thì đánh vào các cái chi tiết nó thô. Thế còn là giấy ráp cái số nó càng nhỏ càng lớn thì cái cát nó lại càng nhỏ và nó lại càng mịn. Đấy, ví dụ như là những cái loại mà tôm gỗ to này, đấy, đường nét nó to và mình đánh cái lượt đầu tiên thì mình đánh bằng cái giấy ráp thô. Ví dụ như mình lấy cái 220 hoặc là 230, mình đánh một lượt. Đánh một lượt như thế xong thì sau đó mình lại lấy lại cái giấy ráp là 400 thì cái cát là nó mịn hơn, thì để đánh lại thêm một lượt 400 như thế. Thế thì sau hai lượt đánh giấy ráp như thế thì cái sản phẩm nó, cái nền tranh nó rất là mịn. Sau đó là đến các cái chi tiết của tranh là nó cũng sẽ rất là mịn, nó không còn cái vết đục, nó không còn cái vết cạo hoặc là nó không còn cái nhập nhèm ở trên tranh nữa. Thì phải có hai cái lần đánh giấy ráp như thế thì nó mới ổn được. Vậy là sau khi mà qua bước thứ 6 là về cơ bản tranh nó cũng đã khá là mịn rồi. Đúng rồi, nó đáp ứng được cái khâu đầu tiên đấy là mịn, sạch sẽ. Và mình tiếp theo là mình đến bước thứ 7 là đánh giấy ráp thì sẽ là còn mịn hơn nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Sau khi mà đánh giấy ráp thì mình sẽ làm gì tiếp theo? Có phải sơn không ạ? Có. Sau khi mà đánh giấy ráp xong ấy thì nó có thêm một cái khâu nữa. Thì cái khâu đấy là anh gọi là cái khâu mà đục tỉa. Bởi vì là sau khi đánh giấy ráp ấy là cái em hình dung ra là cái đánh giấy ráp xong là nó phẳng như này. Thế thì nếu như mà một cái bông hoa mà nó phẳng như này thì nó không còn những cái cành hoa, nó không còn những cái gân của cái hoa đúng không? Đấy, thì đến lúc đấy anh gọi là tỉa hoàn thiện. Tỉa hoàn thiện thì lúc đấy là em phải tạo cho cái gân của cái hoa này. Đấy, tạo cho cái hoa nó có cái gân. Xong rồi lại phải tạo cho người chẳng hạn nó có những cái nếp nhăn hay là tỉa các cái nhánh râu. Nếu như mà em đánh dây giáp ấy, đánh dây giáp thô và đánh dây giáp mịn xong thì râu ria nó phẳng hết. Nó phẳng lì như da. Thế thì bây giờ xong rồi mình lại phải tỉa cho nó thành cái lông mày, tỉa cho nó thành cái bộ ria, tỉa cho cái bộ quần, bộ áo nó có cái bộ giáp sắt hay là những cái chi tiết hoa văn rồng phượng chẳng hạn. Thì đến lúc đấy là mình lại phải làm một cái khâu gọi là tỉa nét hoàn thiện. Thì đấy là một trong những khâu đi dần đến hoàn thiện. Thế thì sau khi làm như vậy thì bước tiếp theo thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Bước tiếp theo là một trong những cái khâu nó mang lại cái vẻ đẹp cũng như là nó phản ánh được cái sự tỉ mỉ của người thợ bùi gia ấy. Cái khâu đấy anh gọi là cái khâu tỉa chân, hay gọi là móc chân tranh. Móc chân tranh ấy là cái khâu mà anh sẽ phải rà soát lại một lượt là trên bức tranh ngày bây giờ. Ví dụ như là mình đục một cái bàn tay của một nhân vật đi. Thế thì khi mà mình nhìn thẳng như này thì nó rất là ok rồi đúng không? Tạo gân, tạo ghiếc ok rồi. Nhưng giả sử như mình nhìn nghiêng như này, thế thì cái phần mà chân tranh nó ăn với cái mặt tranh ấy, cái nền ấy, nó có được sạch hay không à? Nó có bị những cái phần dám đục hay không à? Nó có bị những cái nhám của nó còn bị dính ở đấy, nó chưa dứt khoát cái nét đục hay không? Thì khâu đấy là anh phải lấy những cái đục rất là nhỏ đấy, bằng những cái ví dụ như là đục bạc hay là đục móng nhỏ hoặc là cái đục tăm ấy, móc từng cái chi tiết đấy lên. Thì điều đấy là nó sẽ phản ánh cái công đoạn gọi là mình hơi gọi là bới sâu bới bèo tìm sâu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ đấy là nếu như mà mình không làm như thế thì mình không nuôi dưỡng được cảm xúc cho khách hàng. Bởi vì là khách hàng đâu phải chỉ có nhìn xa đâu, có những khách hàng người ta còn muốn nhìn gần, có những khách hàng người ta lại muốn nhìn nghiêng, có những khách hàng người ta lại muốn nhìn từ dưới lên, từ trên xuống. Đấy thì nếu mà mình làm chủ quan theo hướng đấy là mình chỉ nhìn thẳng thì nó chỉ đáp ứng được cảm xúc của một người. Nhưng mà với anh thì anh muốn chinh phục rất nhiều khách hàng và rất nhiều cảm xúc. Chính vì như thế cho nên là mình sẽ đầu tư nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn để bức tranh ấy, nhìn ở góc độ nào nó cũng sẽ phải hoàn hảo.